khi học tính không người ta giải cái đó rất là kỹ ha, thì một cái gì đó muốn là vượt khỏi cái sắc thọ tưởng thức, cái gì phải được cái vô ngã mới vượt khỏi nó. Còn nếu còn nằm trong nghiệp, trong nhân quả thì, hoặc là quý vị chết của này thanh khỏi ma thì ma vẫn có ngũ ấm của nó, vẫn có sắc thọ tưởng thức của nó. À, quý vị vượt lên tới khỏi sắc thì vẫn có sắc thọ tưởng hình thức của khỏi sắc. Quý vị vượt lên khỏi vô sắc thì cái sắc chắc nó mất thôi, thì vẫn còn bốn cái thọ, bốn cái kia tưởng hình thức vẫn còn. À, tại là cái đó là cấu tạo một chúng sanh. Khi mà không còn tướng chúng sanh nữa thì mới gọi cái này mới vượt được mất. Tức là phải đạt được cái vô ngã, đạt được tấm thông. Thì giờ anh muốn thoát được cái đó là chỉ có cái là khi nào mà tập vào cái pháp làm sao là pháp vô ngã tấm thông thì thoát được cái bài lực của nó. Thì thoát được cái đó thì cái đó không có thể tạo tiếng sanh, nó là cái ấm ma gì đến đây luôn luôn, là lúc nào nó cũng theo anh, theo anh mà nó làm cho anh sanh tử luân hồi, nên như giống nó gọi là ma thôi. Nó không có loại tội lỗi gì đó. Không, nhưng mà tại con cái là mình nhướng mắt vào nó hoài, mình cứ chấp thủ vào nó hoài, nên nó trở thành cái chướng ngại, người ta gọi là ma thôi. Chứ không phải là mình vượt qua sắc ấm mình chỉ tu lên, vượt qua thọ ấm mình tu, qua thọ ấm mình vượt lên. Từ lúc mà hành pháp có bao giờ làm được lọt thanh tháng? Anh vượt qua được thì lúc đó là anh cái mắt mất thanh mạng thôi. Từng lớp một vượt không, từng lớp một. Cơ thể người ta là cấu tạo bởi năm cái ấm. Anh mà vượt mất một ấm là anh chết. Chứ sao nữa, nó đâu còn có nghĩa là con người nữa, con người phải đủ năm cái. Anh mà làm mất thì con người giả hợp của anh đây, nó đúng nghĩa con người giả hợp là năm cái, thực sự phải con người thật. Con người do nhân duyên tạo thành nên gọi là con người thật, thì nó gồm cả năm. Thấy không, mà giờ anh vượt, anh bỏ cái mắt làm cái vượt được sắc ấm rồi đó, thì đâu có thân nữa, tự nhiên anh chết gì nữa. Anh vượt thọ ấm không có cảm giác nữa, tự nhiên anh chết gì nữa. Thấy không, anh vượt một cái ấm nào đó, không có thành, nó nói không có việc. Thực sự không bao giờ ta nói dùng cái chữ Việt, thấy không? Chẳng hạn như ở trong các ấm mà tự tại trong nó thôi, mình vẫn có nó nhưng mà không có bị ảnh hưởng bởi những cái tác dụng, bởi những giá trị, bởi những cái công năng của nó, thành nó gọi là lúc đó là mình tự tại trong nó thôi. Chứ thực sự ra nếu mà mình Việt cái nào là mình chết liền á, không có cái dụng, không nó cái dụng Việt như này. Lại tức là dụ như những cảm giác đau, cảm giác khổ, thọ cảm, tức là những cảm giác đau, cảm giác khổ, những cảm giác này, cảm giác kia, buồn lo, đối với mình vô mình không có chướng ngại trong cái tâm mình á, mình tự tại trong đó. Nghĩa là mặc dù nó có đó, nó có mà nó không, nó giống như kinh Bát Nhã vậy đó, nó có mà nó không, nó không mà nó có đó, cho nên nó có mất rồi mà vẫn còn đó. Thấy không, thì nó gọi là vượt qua cái sự ràng buộc của nó, cái sự truyền phược của nó. Thấy không? À, chứ không có làm cho nó mất được nha. Nhưng mà thầy tu thì mới vượt qua. Đúng nhé. Muốn tự tại phải có cái pháp để mình vô trong cái chướng khổ đó mình tự tại nhé. Nó có cái cách. Cái cách đó là Bồ Đề Tâm á. Bây giờ nghiên cứu Bồ Tâm rồi thì bây giờ cái đó rất là tự tại. Tại Bồ Tâm nó không có tướng ngã. Bồ Tâm nó nghĩ chúng sanh hoài, tướng ngã nó mất. Nên vì chúng ngã nó mất nhưng cái thọ là cái riêng của bản ngã mình phát sanh ra. Mình không bị chúng ngã vậy đó. Dạ thưa thầy, có người nói với con là nếu mình tu thiền đến một trình độ cao thì mình sẽ thấy được quá khứ, hiện tại và vị lai, có đó có đúng không? Cái đó đúng rồi con. Cái đúng, nó đúng á, tại vì kêu thiền là có là cô tôi biết tu thiền là tu cái gì? À, tu thiền là tu đặt ý thức. À, đó, cái thường thường á khi mình sanh trong cuộc đời này nó không thực sự nó nói tất cả tâm của cô là do một thức nó sanh thôi, con niệm nhất không á, thức đó thức là thức a la da. Khi mà cái thức a la da cái thức nó sanh đầu tiên á, nó là sanh thức bạn na. Thế bạn na tức là cái gì? Tức là sức chấp ngã nó sanh trước. Từ thức bạn na nó mới đẻ ra ý thức. Thành ra ý thức làm việc đó là nó việc xuyên qua thằng thức bạn na. Thằng bạn na cho nó lấy tài liệu gì ở trong cái sức cái thức a la da thì nó lấy mới được, mà bạn na là chấp ngã nên nó không bao giờ cho lấy một tài liệu nào trong cái quá khứ hết. Nó lấy trong cái bằng ngã nó thôi, bằng ngã nó thích cái này là anh ý thức phải làm theo. Do đó tại sao nếu mà anh nếu cái thức a la da cũng như là cái máy giam vậy, nó ghi tất cả những data này nè, mà cái thằng ý thức á luôn luôn nó lấy tài liệu là nó lấy trong tạm thức lấy ra, nhưng mà qua sự kiểm soát của thằng mặt na, tức là anh đứng ở giữa nè, thấy cô ok tao chỉ cần là lấy cái này như dưới kho hay không, rồi lấy cái tài liệu này, thành nó lấy những cái gì mà thuộc thằng mặt na chấp nhận thôi. Mà mặt na đó là cái thằng nó làm theo nghiệp, nó lấy ra những cái tài liệu do nhãn thức nhĩ thức thích hợp với nó, hay là làm cho nó sân hận, nó nhớ nó cho lấy tài liệu thôi, nên thằng ý thức
hoàn toàn bị mặt na điều khiển. Tức là khi mình đi thông nghiệp á, mình chưa tu á, tất cả sự suy nghĩ của mình là suy nghĩ của thằng ngã, thì khiển cái mặt na, và hoạt động của mình lấy tài liệu ra mình sử dụng luôn cũng là của từng ngã và mặt na hết. Tu là gì? Tu là ý thức. Tu là tu ý thức, tức là luyện ý thức làm sao bây giờ nó quay trở lại, nó còng tròn ngược lại thằng mặt na thức. Nó muốn làm cái gì là thằng mặt na phải làm theo. Tức là cái ngã nó mất á, nó không còn nữa, thì lúc đó nó sẽ tự tại, nó vào trong kia ra, nó muốn mờ nó lục, nó lấy cái gì nó lấy. Thấy không? Cô muốn thấy cái quá khứ thì cô ngồi thấy mặt na nó không còn cản nữa, chưa động được cô thấy bao nhiêu cái quá khứ. Cô muốn thấy, cô thấy cái gì đó, hay là cô muốn dùng cái năng lực gì, cái gì kia, nó sẽ bật ra cái đó cho cô. Vì thầy nói tu là tu cái ý thức trước. Tu ý thức. Vì thành những cái trí, thì trí là cái trước thầy. Hả? Trí mà thành là mặt na cái trước. Không, ý thức không, là... không, nếu mà ý thức thành đó thì nó là thành cái trí diệu quan sát trí. Cái đầu tiên hay là cái a la gia thức? Không, tùy theo, tùy theo, tùy theo anh luyện cái thức nào trước. Ví dụ như anh luyện thường thường ta phải luyện mặt na trước, thằng luyện thằng ý thức trước, tại vì ý thức nó rất là nguy hiểm. Luôn luôn người ta điều khiển nó, nhưng mà không phải là cái ý thức mà nó luyện đến nỗi nó không biến dạng luôn á, tức là nó khó đánh không nằm trong luôn á, thì nó mới thành dụng quan sát trí. Thành lúc đầu người ta chỉ luyện nó để cho nó quay ngược trở lại, nó điều khiển mặt na đó. Bây giờ tôi ra lệnh cho anh á, anh phải làm bồ đề tâm, anh luôn luôn anh bỏ anh đi, đừng nghĩ tới anh nữa, nó chỉ cần được vậy thôi, thấy không? Nhưng mà vẫn còn cái bản ngã, và không có suy nghĩ riêng biệt, cái nghĩ này thuộc về thiện pháp, chứ chưa thực sự đến chưa thoát. Thì nào mà nó cũng biến thành đánh không luôn á, thì nó trở thành dự quan sát trí. Thì trong lúc mà nó đã điều khiển được thành mặt na rồi đó, thì lúc đó anh muốn tu thức nào anh tu? Anh muốn tu mấy thật thức kia thì mấy thức kia nó sẽ hiện, nó thành tựu trước. Nhưng lúc đó thằng mặt na thức nó không còn cái quy quyền để bắt mấy thức kia làm như thế đó nữa. Vậy này như thích học hơi khó. Có ai hỏi nữa không? Nãy thấy có hai vị này độc quyền, độc dạ, chị Quán Hạnh, chị Quán Hạnh. À, Quán Hạnh rồi. Con đưa chị Quán Hạnh. Không hỏi rồi. Thầy như Đạo Phật bạch Thầy, ngày hôm qua Thầy giải là nếu mà không có niệm Phật á, thì cái ý thức của mình ở trong tình trạng vô ký, thật là Thầy. Thì bây giờ nếu mà trước khi chúng con đi ngủ, chúng con muốn niệm Phật thầm để đi vào giấc ngủ, thì chúng con có thể dặn cái văn nhạc niệm Phật rồi nghe suốt trong đêm như vậy, thì có tránh được cái tình trạng vô ký đó không mà Thầy? Không, để nói lại, cô nghe thì cô hiểu không hết ý. Yeah. À, thường thường á, cái ý thức mình nó luôn luôn hoạt động, luôn luôn nó hoạt động theo ba cách. Một cách đó là nó hướng về thiện pháp, một cách đó rồi hướng về ác pháp, và một cách lúc không làm việc, có lúc nó không làm việc thì lúc đó gọi là vô ký. Khi nào nó không làm việc nó mới gọi là vô ký, thấy không? Chứ không phải là niệm Phật thì vô ký như cô nghĩ, thấy không? Thành ra tôi khuyên á, mà bên đại thừa nó nói á, hoặc là làm thiện, không làm ác, mà ngay cái lúc nó không làm gì đó thì nó theo cái quan niệm đại thừa thì nó gọi là bất thiện, tại vì nó không có lợi lạc chúng sanh. Mà trên vấn đề bồ được cái giới của đại thừa là giới lợi lạc chúng sanh à, là quan trọng. Thành ra ngay lúc cái tâm không làm việc đó thì mình làm sao mình hướng dẫn cho nó để cho nó làm cái thiện pháp. À, nhưng mà cái làm dễ nhất đó là cái tâm là niệm Phật, nó không có tốn sức nhiều, nó không phải đưa tay đưa chân ra gì hết, thấy không? Đó. Thành ra lúc mà đừng có để cái tâm nó nghĩ không, vô ích vô bổ. Cái tâm đó thì theo cái quan niệm bình thường của bên Nguyên Thủy thì nó thực sự nó là vô kiến, tức là không gây chuyện, không ác, không tạo nghiệp, thấy không? Nó không tạo nghiệp, nhưng mà Nguyên Thủy chấp nhận, ok được, không sao. Tại vì đối với nó không gây chuyện hay ác là được rồi, thấy không? Đó. Nhưng mà đại thừa đó, ngay lúc để gì cái tâm nhàn rỗi mà không làm việc đó là không có lợi lạc chúng sanh, mà cái lợi lạc chúng sanh gọi là thiện pháp, mà không lợi lạc chúng sanh thì nó gọi là nó còn nguyên như là bất thiện tâm vậy đó. Thành ngay lúc đó mình phải ráng làm sao kiếm thiện pháp mình để vô. Cái thiện pháp đó có thể là niệm Phật, có thể cái gì cũng được, thấy không? Rồi bây giờ cái ba cái này thứ hai, vì ngay lúc mình ngủ cái tâm mình vô ký thì mình nhận nhạc lên nó có ảnh hưởng gì hay không. Thực sự ra lúc mình ngủ đó, tức là cái ý thức nó không còn hoạt động được nữa, ý thức nó ngủ theo, nó không nghe được đâu. Nhận nhạc chứ đâu có nghe, nhận cô có nhận Nam Mô Di Đà Phật đâu, theo một phát ý thức nó ngủ rồi. Nếu ý thức nó còn thức đó, không cách nào mà con ngủ được hết trơn á, thấy không? Nó vô trong tiềm thức, nó đâu có nghe đâu, nó không nghe được, thấy không? Chỉ nó nghe là cái gì? Nó nghe mà A-la-gia, mà A-la-gia cô đâu có phát triển gì đâu, thành nó không, nó cũng bích luôn à. Có người có luyện tập á, thì lúc đó
trong bản năng họ mới nghe được. Không? Còn người không có, nó có cách luyện để nghe. Nó gọi là tu lúc ngủ á, hết luyện để nghe, phải không? Còn mình không luyện á, thì khi mình ngủ là ý thức, trong cái nếu mà chuyên gia nó nói, tất cả thức nó chạy về tim hết, nó trụ trong tim nè. Thành ra nó khi nó tụ cũng như là nó không có, còn từ từ mình thức á, nó chạy ra ngoài, nó chạy ra mắt, nó chạy ra tai, thành ra ai chớp cái gì cũng thấy liền, ai nói cái gì cũng nghe liền. Thấy không? Nó chạy vô trong hết, thì cái căn này nó đóng như đóng lợi vậy đó. Thành ra chồng có trước mắt mở sờ sờ vậy đó, mình ngủ đâu có thấy gì trơn, ai đưa cái gì cái mặt không thấy, mà ai la la đâu ta không nghe luôn, chạy vô trong đóng cửa lại rồi. Thấy không? Đó, đó, thành lúc đó ý thức là nó câu hủ với mấy thằng kia hoạt động, ý thức hoạt động mới được. Thấy không? Đó, sao mấy thằng kia thấy thì ý thức mới theo cái thấy đó phân biệt. Thành ra khi nó đóng cửa rồi thì ý thức cũng vô ít thôi, mà lúc đó không chạy vô nó ngủ luôn. Thấy không? Mấy thằng kia đóng cửa hết rồi, nó đâu hoạt động nữa, thì nó chạy vô nó ngủ. Thành ra trong trạng thái ngủ á, cô không cảm giác, không có nhận được những cái tiếng niệm Phật được, mặc dù mình có mở gì mà không nhận. Rồi trường hợp cô tập cái cách, cô tập cái cách đó, cái cách nào đó để khi nó ngủ đó, cái tâm cô vẫn tỉnh thức để cô nhận được, thì coi cô mở cái âm nhạc, cái trời Phật nó mới có lợi, cái tâm cô mới duyên theo chứ. Còn bây giờ nó nổ chiều như giờ con mới ngủ bên kia niệm mà ung sùm tay ung sùm, nó không biết gì đâu. Thầy Phật có tránh có cái kinh nghiệm hồi xưa mới tu niệm Phật mà có bên tàu cũng tưởng như vậy đó, không nghe mấy thầy nói là để máy mở ban nhạc tôi đêm mình ngủ mình nghe, nhưng thật sự đó khi mình ngủ cái ý thức nó không hoạt động, hoặc là nó có nhận thức đó, thì nó nhận thức nó kêu là không chính xác nữa. Thành ra có một lần thì để máy nó mua gì là phải nó nghe em ồ ma nhá thầy chứ. Tôi sợ dễ sợ tính vậy, thế là cái máy nằm niệm một năm niệm một năm qua gì là Phật, nó không còn nhận xét chính xác cái gì nữa. Lúc đó lại đặt nằm mở lại tưởng là ma, nó kêu cái tiếng ma từng đợt ôi. Rồi sau này đó mới có cái phát giác là không phải là niệm để mình nghe cái muốn ngủ, mà cái đó là mục tiêu, cái mục đích đó là giả sử trong lúc mình ngủ mình vô thường thì cái thần thức mình khi nó đi ra đó thì nó nghe tiếng niệm Phật, cái mục đích là như vậy thôi. Mục đích để giải thích, bởi vì khi mình ra ví dụ mình chết trong đêm không ai, không có nghe tiếng ai, mình vẫn cứ bơ vơ, bây giờ mình ra nó ra thì lúc đó là thưa thầy có phải nó ra thì nó nghe được, nó trở lại cái thần thức nó có thể nghe được âm thanh xung quanh không? Chuyện khen có hy vọng vậy. Không thì nếu như vậy đó, thì bởi vì cái mục đích thì thế vậy đó, muốn để trợ niệm làm sao? Thực sự đó thì nó cũng giống như một cái mục đích trợ niệm đó, thức tâm nó còn á, thì trợ niệm nó lên chứ bị chết rồi á, thực sự ra nó đâu có nghe được đâu. Dạ, từ lúc đó nó thấy bằng tâm, nó thấy bằng tâm, mà mấy người này tin mấy cái bạn ngủ mình, cái tâm tin giờ bị Phật đó, thấy không? Bây giờ nó hỏi bây giờ nó tin ai? Trong cái sự đau khổ này nó tin những người thân thuộc đó, nó tin thầy, tâm tin theo. Còn nó cái quan trọng nhất đó, khi gì chết đó, là con cái là phải tin tuyệt để, họ tin con cái hơn thầy nha. Lý do tại sao? Ông thầy nhiều khi đối với họ là xa lạ, mệt thầy đâu, bắt nó đâu biết mặt. Nhưng mà nó biết chắc chắn là con cái không bao giờ, cái tình thương con cái đối với họ không bao giờ gạt họ. Cái sự mình nương tựa con cái họ chắc là đúng. Thấy không? Thành ra khi mình tin niềm tin con cái hướng này đâu á, người ta có cảnh đau khổ một cực mà bơ vơ thì mất hết không có gì, họ sẽ bám dưới rồi đó. Nên thì họ rất là dễ đi. Còn nếu ông thầy quen thuộc thì không sao, ông thầy là sư phụ của họ thì đương nhiên họ tin theo rồi. Có khi vô khi ông thầy lão bắt vô rồi thì chưa chắc họ đã tin. Không biết thầy này sao đây, có gạt mình không đây này kia, nó không tin. Nhưng mà lúc đó cái niềm tin họ đầu tiên nếu mà có đạo sư của họ thì họ tin đó. Thấy không? Mà đạo sư mà họ không có, họ sư ruột không có đó, đại khái thì đương nhiên họ tin những người nào mà họ có cảm thấy rằng người đó sẽ thương họ nhất. Cái nghĩ suy nghĩ họ có lẽ là không sai lầm thì họ theo, họ thấy bằng tâm thật sự chứ không có bằng âm thanh nữa. Thì phải tính nó đặt những hội, thí dụ như mình nói là giả sử như có lúc mà thí dụ như thần thức thì mà là người ta vô thường, thần thức nó trở ra nó nhìn là nó thấy được cái bà con thân thuộc nó đang khóc lóc chẳng hạn như vậy. Thì như vậy là như vậy nó đã có nghe chứ. Lúc đó nó còn sống mà nó mới đổ lệnh cỡ chứ. Nó chết giả thôi. Không, nhưng mà nó vô không được, nó chết rồi. Nhưng mà cái bà cơ thể nó còn vận động được mà, nó mới trở lại cơ thể. Không, thì bây giờ mình trở lại vấn đề là đặt cái máy niệm Phật đó, khi mà thần thức nó ra đó. Thì nó lễ giọng đó. Lễ giọng nó nghe được, đúng rồi. Đó là phủ nhận là không nghe đâu. Thầy nói là cái
mà nếu mà ngủ mà đi một cách nhẹ nhàng để đến độ thần thức ra mà nghe câu niệm Phật là cái người được phước báo lớn lắm chứ bạch thầy. Chứ đau mà ngủ đại phân ly rồi đau đớn này nọ trước khi chết chứ đâu có đi yên lành được. Không, nhưng mà cái lúc mà mất thì cái cảnh giới xung quanh nó vẫn ảnh hưởng chứ. Ảnh hưởng chứ. Phải không thầy? À, không biết. Bữa nay là thấy hoàn toàn là thiệt đúng ngộ đó. Tổ sư thiền hả? Cái cảnh đó mình thật sự ra là mình chưa trải qua thì không dám nói. Nhưng mà có cái á, mình nó có cái pháp, nó gọi là cái pháp thiền ngủ á. Thấy không? Tức là ngủ mình ráng sao mình giữ được chánh niệm. Nó có cái pháp đó. Mặc dầu lúc đó những cái thức tâm nó bắt đầu nó đi vào hết. Ý thức rồi nó cũng đi theo, nó duyên, nhưng mà ý thức nó nắm pháp. Mấy thằng kia là nắm việc sắc, thanh, hương vị, bây giờ mấy thằng kia đóng cửa hết. Nhưng mà ý thức nó vẫn nó khởi, bằng tâm pháp nó vẫn khởi được. Nếu mình bị tức cách nó khởi nó lên. Nó không cần mấy thằng kia mở cửa. Đầu tiên cho anh phải có âm thanh, anh nghe, thằng ý thức nó biết phân biệt phải không? Nhưng mà thực sự khi mà anh không nghe nữa, mà ý thức anh hồi tưởng lại thì nó hồi tưởng được. Nếu nó muốn, thành năng cách nó tập. Tập bằng cái tâm niệm, tập hoài. Thì tự nhiên cái tâm niệm nó có lực, thì khi đi ngủ thằng ý thức nó vẫn hoạt động. Nó vẫn niệm trong thầm của nó. Nó là vẫn thường niệm mà nó không có ảnh hưởng cái niệm mà nó thường niệm. Muốn cách như vậy đó thì phải làm sao những thần kinh mình nó sống, nó tỉnh. Nó tỉnh thì thằng ý thức nó mới có cơ sở nó hoạt động. Còn nếu không là nó không buồn ngủ, nó ngủ theo. Mấy thằng kia ngủ hết thì nó mới ngủ theo. Tại vì nó không có chỗ làm việc. Thành ra người ta thường nói rằng mình ráng niệm, ráng nhớ hoài, tập trung hoài, nó khi chết đó, cái thằng niệm nó có cái lực, nó vẫn cứ tiếp tục nó đi. Thành ra khi mà trước khi mình ngủ mình ráng niệm, trước khi mình thiếp thôi. Thì lúc đó thực sự trong tiềm thức mình nó vẫn có cái chấn động nhẹ nhẹ của thằng ý thức nó đi vậy nè. Mà cái cách hay nhất á là cái bên tay tạng nó có cái phép, nó gọi là tu lúc ngủ. Nào, lúc ngủ mà làm cho mình tỉnh thức như là những người bình thường vậy đó. Thấy không? Nó gọi là du già mộng đó. Thấy không? Trong pháp sáu pháp của du già của Naropa là những cái pháp của Mật tông nó đều có cái du già mộng, tức là cái pháp tu du già là yoga, nói rồi yoga có nghĩa là thiền định, thiền chỉ, thiền quán đó, tu du già mộng tức là làm cho mình á ha, trong cái giấc ngủ của mình á, tất cả gì hiện ra là mình đều nhớ, đều biết ha, và mình có thể control nó nếu mình muốn. Cái người tập vô già mộng rất là chi ha, để khi trong cơ mộng á họ muốn đi khỏi Phật á, là bắt đầu họ tạo cái Phật để họ lên trển. Cái tâm mình tạo thế giới, người ta gọi nó là vui lắm. Cái tâm mình tạo cái thế giới, mình muốn nghe ai giờ thuyết pháp á, tự nhiên cái tâm thức của mình nó đi bằng ánh sáng, nó đi còn lẹ hơn sáng nữa ha, tự nhiên thấy Phật đi là thuyết pháp thì mình đang nghe thuyết pháp vậy đó. Thành mục đích của tập vô già mộng ha, mà cái nó có cái bộ vị á, cái bộ vị mà có thể khiến người ta mà có mộng dễ dàng, nó là bộ vị nằm ở đây nè, cái liên sạc của hầu nè ha. Thành là khi mà trước khi người ta ngủ á ha, thường thường người ta để cái tâm ở chỗ này, để tâm chỗ này ha, đó. Càng để tâm là nếu mình muốn niệm Phật thì mình tưởng tượng ở đây niệm, không mình đang giữ hoài lo thì cái việc tọa này bắt đầu nó thông á, thường thường là ngủ thì người ta tỉnh thức. Ngủ mà tỉnh thức, đến nỗi tỉnh thức có nhiều người tập thành họ tỉnh thức đến nỗi là người chung quanh nói gì họ đều biết đó. Rồi bắt đầu là từ khi mà họ biết được mấy cái đó rồi, bắt đầu là họ tạo cơ mộng. Họ tập cái qua giai đoạn tạo cơ mộng. Họ giả tưởng là cơ mộng như vậy đó. Họ tập rồi cái khi cái này nó mở ra cái thần thức họ nhớ cái đó, bắt đầu nó bị bắt cái mộng rồi. Thấy không? Họ tạo cơ mộng thời gian rồi, bắt đầu họ mới tập cơ mộng, họ mới tập các thần lực. Họ tập một tay rồi nó bay theo họ. Hiện là tướng ma, là ma sẽ hiện ra. Tại sao thế ra? Cái đầu nó họ không biết phát giác ra cái điều nào tới giờ là các cảnh giới ở ngoài là do tâm sanh ra. Mà khi họ tập thành như vậy đó, bắt đầu họ mới tập ra một cái là đi về các cõi Phật để nghe pháp. Thấy không? Nó thành ra cái người mà họ tập thành tụ vô cái mộng đó là họ ngủ, họ đang vẫn nghe pháp à. Họ hết lên cái cõi kia nghe Phật chi tập xuất pháp, họ lên cõi nọ nghe Phật chi tập. Cái tâm của họ đó, chân tâm họ là bao trùm cái tâm viên đại thiên thế giới mà. Nên họ tưởng đâu là họ lên tới đó. Mà lúc mà mình cái thức nó không còn đoan được, mà thường mình sống là sống đó, chỉ cái thằng ý thức bị lệ thuộc bản ngã. Khi mình ngủ cái bản ngã nó nằm nó chìm mất, thành ra cái thức ai da nó rộng rãi bao la như là pháp giới vậy đó. Khi mình hoạt động được cái trong cái mộng đó, mình vô pháp giới rất là dễ. Như ngày xong thì là mà đây có in quyển sách mà nó gọi là nhập vào tá hạnh á, ngày đó là chuyên môn ngủ của mình. Ở trong đại học Nananda là ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối vậy đó, thức dậy thì ăn gấp mấy người thường. Nó ăn xong là ngủ ngủ tiếp. Thành ra cuối cùng là mà mấy học tăng đó còn ghét không đuổi đi phải không? Nó ông này tối ngày ăn ngủ không à? Mà ông hồi đó viện trưởng cái đầu Nananda là biết ông này là Bồ Tát quá thân mà, thấy không?
nói ông chịu đuổi, nó họ lên ta tâu lại đó, trên này không làm việc gì hết chứ, ăn xong thấy ngủ rồi, nó làm gì là không đuổi, họ mới bài kế là đuổi, thì cái buổi mà lâu lâu như bên kia nửa tháng nó có cái buổi mà lên cái pháp tòa để mình đọc đọc tùng tụng kinh điển, thấy không? Thì mỗi người lên trùng tụng hay là mình có cái tác phẩm nào hay là bắt đầu đọc lên, thì ông này ăn ngày tối này ăn ngủ hoài, thì kia tăng nói là tăng này chắc không biết gì phải không? Thấy không? Giờ kêu nó lên cho nó đọc tầm mày tầm ba đọc cái gì cũng không ra, nên là mình bắt đầu mình có cái cớ để mà bắt lỗi rồi mới nói với ông viện trưởng mới đuổi chứ, giờ nó không chịu đuổi, từ cái đó là xong xuôi rồi hết trơn, người khác lên đọc hết trơn rồi, giờ họ mới mời thằng Tư Đề Bà lên thuyết pháp. Thấy không? Thành Gia Phàm mới lên hỏi giữ viện muốn tôi làm cái gì, ông nói bây giờ muốn tôi trùng tụng kinh điển hay là muốn tôi làm cái gì, hay là tôi đọc lại những cái bài mà kinh luận tôi viết, nó thôi giờ người ta biết ông là đâu có dốt đâu có gì đâu, nó thôi giờ ngài có kinh điển nào mà ngài biết thì ngài cứ đọc cũng được, nó bây giờ muốn tôi lên làm tối đại tôi như pháp sư mới được, tức là cái gì phải chắc một cái như cái tòa cột rất là cao, họ lấy mà chắc lên cho cao rồi này cho ông lên lần cho ông xuống luôn không. Thì ngài lên cái tòa cổ lúc đó ngài mới chuyên đọc cái quyển Bà Tắc Hạnh này, đọc quyển Bà Tắc Hạnh cái kệ của quyển Tắc Hạnh sau này chùa Tường Ban của anh đó, đọc rồi mình kêu tăng bản hồn luôn, tức là một cái quyển sách mỏng mà bao gồm hết tất cả giáo lý đại thừa đó, một cô động xúc tức phải không. Ngài đọc xong á thì bắt đầu là người ngài bắt đầu bay như không luôn, mất tiêu luôn, không thấy nữa, vừa đọc thôi cái nghe thấy âm thanh văng vẳng, đoạn cuối là nghe âm thanh văng vẳng là ngài tai mất luôn, cái đầu này xuất hiện qua cái nước khác, ngài lộ tung tích rồi không ở nữa, không? Lúc đó là đầu tao mới biết đây thánh tăng phải không, là tuyết chạy vô phòng ngài thì còn có hai ba quyển sách, trong đó quyển Bà Tắc Hạnh vẫn còn đó, đầu họ lấy ra thôi, cái ông đó là tôi vô vào mộng đó, có ngày nó ngủ rồi vô tu, nó mộng mà học nó mộng mà. Không phải họ tạo cái cảnh mộng này họ đi, thì khi cái tâm họ mà liên lạc với được cái chân tâm cái pháp giới đó, thì cái pháp giới họ tạo thành cái thế giới chư Phật đồng pháp giới mà họ muốn đi khỏi Phật nào không 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 hả, tâm đi hả, tâm họ đi tất cả cái pháp do tâm sanh mà. Tôi nghe đó là trong mộng đó ngày học với ngày đích thân là những cái dân thù và học với ngày dân thù, ngày là đệ tử của dân thù mà, thành ra cái bộ Bà Tắc Hạnh đó là bộ nói về cái pháp tu của ngày dân thù, tại là có hai pháp tu về Bà Tắc Hạnh nè, một pháp tu của ngày dân thù và một pháp tu của ngày vô trước đích thân ha, ha. Thì cái pháp tu mà trong cái quyển Bà Tắc Hạnh đó là pháp tu của ngày dân thù. Từ Đường Quang lên nhiều lắm chắc cho hết rồi. Ai hỏi đi tiếp. Mà thầy như vậy khi mà người ta ngủ á, mơ hay la hét á, thì bây giờ là cái gì hoạt động, hay là do cái chủ nghiệp, hay là do thức hoạt động hay sao thầy? Hả? Cái la hét là cái nghiệp hoạt động mà không còn con được. Có thể thằng ý thức nó có một ấn tượng là mạnh quá đó ha, thì lúc đó nó cắt trong cái kia, thì lúc đó nó lấy ra cái từ đó ám ảnh thành cái điều ám ảnh, thì nó lấy ra nó sinh hoạt nó lại ha. Thành ra cái người tu á cái mộng của họ là điều là cái ứng của niềm tu, tại vì cái chủng tử nó mạnh quá, bắt đầu nó khi mà họ ngủ á thì họ nó process cái chủng tử nó trở lại, họ lấy cái chủng tử mà làm việc lại, thành ra người tu á mà thấy mộng dễ đoán biết cái tình trạng người tu ra làm sao chứ gặp cái gì. Còn người bình thường cần thường mà không có tu á, nó còn lấy data đâu, tầm nghiệp gì đâu, tầm bậy tầm bạ trong cái hàng ngày vậy nè, nó đâu đầu nó hiểm cho là hàng ngày mình giận ai tối trong mộng thấy người đâu có lộn có liếc gì đó. Nó bậy bạ lắm. Người tu thường thường không có nghĩ tới chuyện đó, mà tự nhiên trong mộng nó xảy ra những chuyện này kia đó. Là cái lúc đó phải nói là do cái công đức tu á, nó đầu nó kích được cái chủng tử thức lại da, nó làm chủng tử nó bật ra, thấy không? Tức là mình thấy là mình theo tu mình đang ảnh hưởng thế nào với cái thức tâm của mình, thì cái từ đó họ đoán, họ nói vậy là bị tóc bồ này nên tóc bồ kia, họ được có sự thăng tiến này thăng tiến kia, họ nói họ thì mà đa số tu là thường thường họ có cái niềm mà đoán mộng mà thường thường là chính xác, chính xác lên 80-90%, còn người không tu thì đoán tật, tại vì cái data toàn là data hiện tại không à. Cái đó họ cái trình cho thầy của họ nói ông thầy biết nói à, tôi như vậy con đang bị trở ngại này nên để nên dùng pháp này bổ sung vô này hết luôn. Có ai cứ mạnh dạn ra đây chuyện có ai nữa không ngoài ba vị này hồi nãy giờ chứ có ngoài điểm hả? Dạ quán điểm nãy hỏi gì nói đi đâu có nãy hỏi.
nếu mà trong giấc mộng của hồi trước mình chưa tu thì nhiều ác mộng nhiều xấu đó là do cái nghiệp quá khứ của mình trong thời gian thì nó cũng tự xấu của mình, tại vì khi mình thường thường á khi mình sống nó ý thức á, nó hoạt động theo cái cảnh, giờ nó không có cảnh nữa thì thường nó lấy lại ngược lại cái nghiệp của mình nó bật ra, thành ra khi mà thấy những điểm xấu đó thực sự là nó là xấu. Khi mình tụ pháp nó chuyển cái nghiệp đó, thì nó lúc có những tưởng tượng nghiệp đó rồi nó sẽ xuất hiện, nó đấu tranh với nhau ha, mình thấy những cảnh tướng khác. Cảnh tướng đó phải là trong cái hiện tại mình không bị ám ảnh nha, chứ hiện tại mình như đang thù hằn ai, mình thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường, nó buông tập liền, cái gì gần nhất thì nó bật ra thôi. Còn cái đó mình không nghĩ tới thì nó chỉ xảy ra, nó thường thường nó lấy cái chủng tử ở trong nó cũng như là nó khai triển trở lại, thì mới là mới suy ra cái nghiệp của mình trong cái quá khứ. Con nghe nói là giống như người tu, như người tràn, mình phải tràn nghiệp trong cái mộng nữa, ngoài những mộng là hư ảo, không vô tá nghiệp đó. Đã nghiệp nha, vô nha, đã nghiệp nha, giết người ta thì giết lợi, giết mộng đâu có chết đâu. Còn ai nữa? Giết mộng đâu có chết đâu, thành ra nó có nghĩa là mình bị giết đâu. Câu gì nào bên kia muốn hỏi? Nếu mạnh dạng lên ha, tâm tịnh bữa nay. Bữa nay trong sự bữa vẫn được thấy mồm à? Hai. Dạ đây. Dạ Như Hạnh. Ủa Như Hạnh hỏi hoài con, không được, được cống. Người khác đó chứ. Muốn mầm non văn nghệ nào không? Con có câu hỏi mà không biết có nên hay không. Câu nào cũng nên. Hỏi là nên. Có câu nào câu hỏi với là không nên. Dạ chào thầy, bữa chủ nhật vừa rồi con gặp thầy ở trên chị Hải đó. Dạ. Con không biết cái nguyện của con hay sao mà tháng vừa rồi con nằm cái chi bao á, là con muốn đi lên sau Santa Monica gặp bà cô, nhưng mà tại sao con đi nửa đường này con bị lạc. Và vô cái nhà thì con đi hoài, là cái nhà là cái chùa, con đi hoài con ra không được. Không biết cái niềm đó là cái niềm gì ạ? Mà máu hả? Dạ, chim bao. Vô chùa nào là quốc gia mà. Dạ con ở nhà con nghe kinh của mấy chị cho mượn kinh giảng pháp á. Dạ. Con có nghe cuồng của ông Ngộ Không. Tôi muốn cái điểm nó đúng đó là người đó đang tu. Đang tu nó mới có đủ cái lực nó bật cái chủng tử trong những cái da ra ngoài. Còn mình không có tu thì thường thường là cái nghiệp mình nó rất là bình thường. Cái đó cái mộng ra đó mộng thì thế gian. Nó mộng thế gian thì không biết. Nó thẳng là không biết. Thấy không? Chỉ là tại vì khi mình nhìn tu thường thường đó, nó thường thường khi nó bật ra gì nó dính theo nhân quả hết trơn á. Thành ra nó rất là dễ đoán. Thành ra nếu mà cô đang tu á thì mới có là đoán được, còn nó không tu không biết đoán là sao nữa. Chưa hẳn là tu, đang chặt chỉnh vô. Nhưng mà có thường niệm Phật hay là có đang một hành trì một công phu gì không? Dạ có, ở nhà có niệm Phật hàng đêm, hàng ngày, sáng trước khi làm việc với tối. Đó, vậy đó cũng có lý đó. Khuya đi ngủ cũng niệm Phật. Đó thì có thể là cái điểm đó là thuộc về cái điểm thuộc về cái tu nó hiện ra. Ít nhất là phải có tu đó mới bật ra cái điểm. Cô thấy chẳng hạn như bây giờ cô đi thăm bà cô. Thấy không? Nó là mình đi lạc vô cái chùa. Lạc vô cái nhà rồi đi vô rồi là thành cái chùa. À, đó. Mà đi hoài thì đó không được. Dạ. Tôi suy ngẫm nè. Thì cứ hỏi đây, tôi ngồi suy ngẫm cái này. À, hỏi đi. Tớ còn nói nhỏ lên đó, bây giờ là hỏi đi. Trang đã không có sao đâu. Thầy vui lắm. Ừ. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi điều thầy một điều là thí dụ như nhà con là mất gần 2 năm nay rồi, nhưng mà mỗi khi con làm một điều gì thì con muốn nói là con muốn hồi hướng cái đó cho chồng con, thì cái người chết nó có nhận được những cái điều con làm hay không, hay là chỉ nói để mình như vậy thôi. Thì nha con không hiểu là mình làm, mình xin hồi hướng cho cái người đã chết, thì cái người đã chết có nhận được những cái điều mình làm hay không? Thì thường thường mình có cái gì thì mình có quyền cho nha. Thấy không? Đó là thuộc sở của mình á. Mình có cái gì cho, cô chỉ đặt vấn đề là cho gì người ta có nhận được hay không thôi. Thấy không?
À, thực sự khi mình cho, thực sự đây mình cho những đề cho gì cho công đức, chứ không phải mình cho bằng tiền bạc. Thành ra cái công đức á, thì nó vượt ngoài cái vấn đề mà phải là cái người đó phải là vật chất, sắc chất gì ta mới nhận. Cái công đức thì nó vượt ngoài cái vấn đề đó. Thấy không? Đó, chẳng hạn như mình niệm Phật thì mình hồi hướng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là mình đem tất cả công đức của mình để mình build up hay cái phước báo để mình sanh về vậy đó. Thấy không? Thành thử ra nếu mà chồng cô cũng chưa đến cái vấn đề đi tái sanh đó thì họ vẫn nhận được như thường. Còn nếu chồng cô mà đã đi tái sanh rồi, phước báo đó họ vẫn được nhận được như thường. Tức là tại vì mình cho, mình có quyền công đức của mình muốn cho như cái Quan Thế Âm Bồ Tát á, công đức càng nhiều ngày thêm công đức đó là cho chúng sanh, thì người chúng sanh nào cũng được nhận được hết, nhận được bằng công đức của chính ngài. Thành ra ngài thể hiện bằng hình tướng này, ngài làm giúp cho người này, thì hình tướng kia ngài giúp cho người kia. Cái đó công đức của ngài, ngài có quyền cho tất cả mọi người nếu muốn. Thì mình có công đức á, thì cái khả năng đức mình có thể mình cho tất cả người nào mình cần. Thì không thua là cái tâm lực hồi hướng mình có mạnh hay không, không để mà cái người đó có hưởng được hết cái phần tâm công đức lực đó không thôi. Bây giờ trường có câu hỏi gì? Thành ra là cô cho là có nhận đó. Dạ bà thầy, con ở bên Mỹ mà con về Việt Nam. Và con đi về dưới quê là tỉnh Bến Tre, xã Hàng Hiệp. Cái con đi ngang, con ngộ như vậy. Con thấy cái cây tre mà nó dài, nó nằm trắng như qua cái cỏ đường. Con tính con bước qua, mà cái lỗ tai con nghe nó đựng bước. Thì con đứng lại thì cái tre nó bật lên. Nghe có sao mà. Cái tre dài cái nằm qua cái con lỗ vậy đó. Cái con tính con bỏ cái chân qua cái lỗ tai nghe bước đừng có bước. Cái con giật cái chân tới lại cái cây nó bật lên, tại con bước ra chắc chết rồi. Quá sao á, cô đơn cần cái trả lời gì? Không sao. Bước qua có sao rồi. Được không? À, nhưng mà cái nếu mà cái điện đó mà nó đứng đúng như vậy đó, thì cô đang có người vô hình đi theo hộ trì. Thành ra cô đang có người vô hình theo trì, cái người vô hình nó có thể hay là con cái thân nhân họ hàng, hay là có thể hay coi cô từ một cái cô hồi xưa đó ở trong cõi khác tái sanh trở lại, thì cái dòng phái ví dụ như quỷ thần hay là chư thiên tái sanh trở lại đây hay, thì vấn đề nó nhớ tới thân nhân họ như coi như bà con họ hàng của nó thì nó đỡ là hộ vệ. Mà thì cái đó nhiều lắm. Con cái làng con về bên đó thì cũng lúc 11 giờ khuya. Mà con cắt ma hay gì mà ma nó giúp mình thì tốt rồi thôi coi. Sợ. Đó, ma mà nó hộ trì nó giúp mình thì ma tốt. Rồi. Còn ai nữa? Thành ra bây giờ cô niệm Phật cái gì cô hồi hướng cho người đó. Dạ. Hồi hướng cho những người mà theo hộ trì á. Thường thường mấy người đó thực sự thường thường đó là không phải là họ được sung sướng đâu. Thấy không, cõi giới mà còn họ đi còn lần bần cái này còn dính mắt với mình nó không có yên sướng đâu, thì mình cứ đem công đức mà hồi hướng vậy đó. Hay mình nói là gọi mình ăn tu mình cũng như mình niệm Phật, mình nói thôi giữ cái gì cùng niệm với tôi ha, được lợi lạc, thì cái đó là họ theo mình thì sẵn cơ hội đó, họ theo có nhiều cái loại đó nhiều lắm. Nhưng mà trong thời buổi bây giờ đó, cái loại là theo là nhiều lắm. Cái cõi giờ là cõi giới chiến tranh á, mà cái khi mà cái cõi giới mà loạn lạc chiến tranh bệnh hoạn dịch tật là giới quỷ thần đào thai rất là nhiều. Mà khi với vị thần đạo thai ra đó thì anh em bà con họ hàng nó đi theo hộ trì, thấy không? Đó. À, thành ra là có hộ trì đó đó thì mình nếu sẵn mình tu đó, thì mình hồi hướng rồi đó mình kiến thức họ tu, nha. Thì mình được lợi lạc mà họ cũng được lợi lạc. Có ai hỏi gì tăng quyền môi giới không? Ai mỗi ngày để suy nghĩ cái câu này cho vô chùa là điểm tốt rồi, mà sau vô chùa mình học được đây nè. Chắc có số thức giả gì? Không phải. Thế là con này, tôi nghĩ theo cái điềm này đại khái là cái tâm con này có tâm hướng Phật rất là mạnh. Cái điềm mới gặp chùa nhưng mà không có pháp môn. Dạ đúng rồi. Thành nó cũng đi làm quẩn hoài, không có cách nào mà thoát khỏi cái cảnh đó hết trơn. Đại khái cái điềm này nó chỉ nói là cái điềm tu hành của mình thôi. Mình có cái tâm hướng Phật rất là mạnh mà hình như có pháp môn mà nó vững, nó lờ mờ. Hình như mình đi lạc trong cảnh chùa, mình nằm trong cái thích nhưng mà ham thích đó mà không có cái ngã đi ra, không có cái cửa ngõ để mình đi tới. Thế là cái điểm nó chỉ là vậy thôi, thế tôi nghĩ là cái điểm nó như vậy thôi. Giờ cô ráng theo thầy pháp chánh học pháp môn cho nó vững. Thì cái điểm nó sẽ thấy có cửa đi ra. Thầy ông bữa nay tôi mục đích cô muốn thỉnh một số ban cái kia là tôi nói thầy pháp chánh có hết á. Nhưng mà bây giờ nếu nào cô cần cái gì thì cô nói với thầy không, nhưng mà giờ chưa có, từng kỳ này bận quá không có làm ban
để cái chuyện nếu không cần á thì con cứ liên lạc với thầy có trong phòng thì nhiều thầy rảnh thì sang. Rồi còn ai có câu hỏi gì nữa không? Mình còn nữa tiếng nữa phải không? Cứ gì hỏi đi. Dạ. Yeah. Ấy ai? Con. Thầy, con thì lâu nay thì con thấy con cũng đang tu mà con hơi thắc mắc vì là tại vì khi mà đang đọc kinh đó thầy, cái con không biết rằng là tự dưng con feeling là có cái một người nó từ vào trong người con nó đi ra mà con không biết cái đó là Phật hay là ma, cái đó là, nhưng mà trong khi đó cái người đó đi ra rồi con cũng không có cái tâm sợ hãi mà con cũng không có gì hết, rồi con cứ tự niệm nữa thì con không biết cái người đó là con thật hay là con giả hay là giả hả con? Cái người nào, người con trai, người con gái hay là cô trong người đi ra là sao, cái người đó là sao, cái người đó theo nhận thấy là nó như thế nào, là người đàn ông, người đàn bà hay là chính cô trong người cô xuất ra ngoài, thấy không? Cô có biết được cái đó không? Con không biết, nhưng mà lúc đó con vẫn có cái tâm thức của con đang ngồi đọc kinh, con vẫn niệm nhưng mà con biết là cái người nó đi ra khỏi người con thôi, giống như một cái linh hồn khác đi ra rồi nó đi vô không là đi ra luôn á. Cái rồi cái nó đi lượn rồi con không biết là cái người đó là thật là con hay là người đó là giả hay là người đó là Phật hay là niệm là ma. Thường cái điểm mà tự nhiên mình ngồi gì mình thấy tướng trong người nó xuất hiện những cái tướng này tướng kia đó, thì cái tướng đó là cái tướng lợi lạc cho mình thôi, cái người con nói chắc chắn là ma chứ không phải là Phật, phải không? Thành ra do cái pháp mình tu á, họ chịu không nổi trong người mình, họ phải bật ra ngoài họ đi luôn. Hoặc có người thấy tướng người, có nhiều thấy tướng thú vật, được thấy đủ rồi các tướng nó xuất hiện ra, phải không? Nó cắt vào pháp họ đang hộ mình, không bao giờ vô trong người mình hết trơn. Nó hộ thường thường hộ ngoài, che tất cả ngoài mình, vô hình họ che cái mặt, che sau lưng, che hết, chứ không bao giờ nhập trong người mình hết. Đối với cái hộ pháp trong người mình là quế, không có nhập. Thấy không? Thành ra cái tướng mà cái ma quỷ thường thường nó ẩn cái người ma, ẩn đủ hết trơn, chỗ này chỗ kia nó ẩn. Thì khi mình đi phá mà cái lực pháp đầy đủ á, thấy không? Nó chịu không nổi với cái sự cái âm thanh, cái sự rung động đó này kia thì nó bật nó ra, nó đi ra ngoài. Thấy không? Còn nếu một cái người giống thịt cô đi ra đó, thì đó là các bạn, cô đang tới, nếu mà thực sự đó là cô thấy một cái tướng cô đi ra đó, thì nếu mà cô thêm có cái tâm mà tự nhiên run sợ, rất là run sợ đó, thấy không? Thì cái đó là cô sẽ đang đi pháp nó rất là tiến, mà đang tới tình trạng là mình xác định được cái ngã có thiệt hay không có thiệt. Nhưng phải là mình, mà lúc đó mình rất là sợ, từ những người nào mà thấy mình mà tự nhiên mất mình là người sợ. Thấy không? Thì lúc đó họ nếu mà tu nữa thì họ sẽ đạt cái tình trạng là cái tình vô ngã từ từ nó xuất hiện ra. Còn cái cô thấy một cái người bình thường không phải là mình, mà xuất ra mình á, thì trong người mình hồi xưa bây giờ có một cái không tốt nó ở trong, thấy không? Đó. Thì bây giờ do lực của chú lực mà kia nó trụ không nổi, nó đi ra ngoài. Hay là lực của niệm Phật, cái lực này kia họ xuất ra ngoài. Nó điều tốt, rất là tốt. Mình sẽ tiến nữa, biết đâu còn vài người ở trong nữa, niệm nó đi. Bây giờ họ con muốn vậy, ra hết thì đi con tu tiếp. Niệm nó tốt. A Di Đà Phật, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Và khi con mới bắt đầu vào cái pháp môn tịnh độ thì con cũng niệm sơ sơ, tức là niệm tán tâm chứ không có được nhiếp tâm cho lắm. Nhưng sau này đọc một vài cái cuốn của các tổ về tịnh độ và được các thầy chỉ dẫn thì con đã cố gắng trong cái công việc làm hàng ngày không có thời giờ. Thì trước kia thì con cứ công phu sáng, chiều và tối. Sau đó vì công việc làm ăn để cho con đã cố gắng là nhiếp cái tâm khi mình làm việc bằng cách là thứ nhất con mở một cái băng niệm Phật, mà niệm một cách rất là khô khan, chỉ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không có nhạc gì trong đó hết. Rồi sau đó thì con bắt đầu con cũng niệm ra tiếng, nhưng sau thì con thấy rằng niệm ra tiếng nó rất là bệt, thành ra con nó cố mới nhiếp cái tâm, con niệm trong cái tâm của con. Tức là khi mà người ta lại ở ngoài niệm A Di Đà Phật thì trong tâm con lúc bây giờ nó cũng phát ra cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì niệm trong cái tâm, nhưng cái tai con vẫn nghe cái tiếng niệm Phật đó. Và tiếp tục được 2 năm như vậy thì con có nghe thấy một trong vài cuốn sách có nói á,
mà niệm Phật như vậy thì không có được tốt. Và cũng có vị nói rằng khi mình niệm Phật, mình phải quán tưởng niệm Phật, hay là cái quán tưởng về Phật, hoặc là mình phải nhìn vào hình tượng Phật, thì như vậy mới có lợi lạc. Thì sau này, trước đó thì cô cũng có ngồi như vậy, nhưng sau này thì con không có thời giờ để mà ngồi mà như vậy thì con niệm như vậy. Xong rồi sau đó thì khi trước khi con ngồi con niệm Phật ấy, thì con quán tưởng và con nguyện con sẽ xin về cái cõi Phật A Di Đà đời đời kiếp kiếp, cho tới khi con nằm xuống con nguyện con xin về cõi Phật. Và sau đó con mắt thì con nhìn tượng Phật và tâm con thì tưởng chung quanh con bên phải là những chúng sinh nữ, và bên trái là nam, hoặc trái phải bên nam bên nữ. Và sau con tất cả những chúng sinh cùng con ngồi niệm Phật. Thì sau một thời gian niệm Phật như vậy thì thưa Thầy, con thấy khi con không có nhắm mắt nữa mà con nhìn xuống thì con thấy hình như chung quanh con có rất nhiều người cùng con niệm Phật. Mới đầu con sợ lắm, không biết có phải là ma không, bởi vì khi con niệm như vậy chỉ có mình con trong một cái căn nhà rộng, con rất là sợ. Nhưng sau dần dần con nghĩ rằng nếu mà thực sự đó là những người mà đã chết rồi mà đến cùng niệm với con như vậy thì đó tức là những gia sinh phụ mẫu của mình, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và con tộc con không còn sợ nữa. Thì khi niệm Phật như vậy thì con nguyện con xin về cõi Phật, và đồng thời con phát Bồ Đề Tâm, con nguyện là con sẽ cố gắng làm sao khi con nằm xuống nguyện xin Đức A Di Đà và Bồ Tát Quan Âm cùng Ngài Đại Thế Chí phải chư Bồ Tát đến để giúp họ cho con, để con được về cái cõi A Di Đà. Và đồng thời con phát Bồ Đề Tâm, con nguyện như trên đó tu hạnh Bồ Tát và gần gũi với chư Phật, chư Bồ Tát để cố gắng, và sau này khi thành có đầy đủ phương tiện để xuống đây, xuống trở lại cái cõi Ta Bà này để mà độ chúng sinh theo bản hoài của chư Phật. Thì sau đó thì con không còn thấy sợ nữa. Và khi con niệm Phật thì thưa Thầy, cho tới bây giờ con vẫn thấy rất nhiều người ngồi chung quanh con niệm, và bây giờ con không còn sợ nữa. Và con nghe tiếng lao sao rõ ràng như vậy nữa, cái người nó lao sao, và khi con niệm thì cái tiếng nó im bặt. Như Thầy, như vậy thưa Thầy có tốt hay là không tốt? Thì toàn bộ cái quá trình mà tôi kể nó đều là cái chuyện tốt hết trơn, không có gì sai hết nữa. Thấy không? Thường thường mình niệm, mình thường thường những người mà thường thường cái bộ tâm họ mạnh, thường thường là họ muốn niệm lợi lạc tất cả mọi người. Cái tâm cô, cô còn quán tưởng những người đó đến cùng nghe, cùng niệm Phật, cái điều đó hoàn toàn đúng với bộ tâm, không có gì sai trái hết nữa. Cô cứ tiếp tục như vậy đi. Thấy không? Thực sự trong cuộc đời cô, thực sự trong cuộc đời quý thầy cũng vậy, quý thầy mong là độ một người cũng là xứng đáng với công cái công mình ăn của chính lý rồi. Thấy không? Như người tại gia họ phát bồ đề tâm thì cứ nghĩ thì mình niệm vậy, tất cả chúng sanh hay hoặc là thân nhân họ hàng của mình cùng đến để cùng niệm, công này tới duyên tưởng gì đi đó, thì cái điều đó rất là tốt, điều đó đang dung tập cái bồ đề tâm của mình lên thôi. Thấy không? Còn những đền niệm mà có quán tưởng thì càng tốt, không có quán tưởng cũng được, miễn làm sao cái tâm nhớ Phật, cái tâm luôn luôn nhớ cái bản nguyện mà giảng sanh là được rồi. Chỉ có đừng có một cái là niệm Phật chỉ nhớ cái tiếng niệm Phật mà quên cái bản giảng sanh là không tốt thôi. Thành ra cô cứ niệm, giờ bây giờ tôi cứ làm, cô niệm mà cô nhớ ở đây niệm Phật để mà cầu mong sự giảng sanh, cầu mong duyên mãn hòa tác hạnh, là thành ra cô niệm bằng cách gì cũng được, niệm thầm cũng được, niệm lớn tiếng cũng được, không có trở ngại gì hết đó. Những niệm thầm, những tiếng thì là những cái cách để tối trị trong những cái tâm thôi. Lúc mà cái tâm mà ví dụ như hôn trầm quá thì mình niệm lớn tiếng một chút để cái dục trong người nó lưu thông mạnh, để cái tâm tỉnh lại, thấy không? Rồi chẳng hạn như cái lúc cái tâm của mình giờ bị phân tâm quá thì mình niệm thầm, thì niệm thầm thì cái lực nó chạy nhẹ trở lại con người, rồi nó căng thân trở lại, cái lực nó quy tụ nhẹ lên thì dễ định tâm thôi. Và nó chuyển qua còn niệm thầm, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng thì không có quan trọng. Thế là miễn là trong lúc niệm Phật, niệm Phật như vậy mà cô giữ được cái tâm ha, giữ được cái tâm mà luôn luôn và bồi tâm này hướng về chúng sanh, là chúng sanh cùng niệm với mình ha, cùng được công đức, cùng được sanh cõi Phật ha, là cô nhớ rằng là mình niệm Phật để mình phát nguyện về cõi Phật, để mình gặp Phật nghe pháp, hay là mình niệm để mình nhớ rằng nhờ đó, nhờ cái phước lực của Phật mình sanh cõi Phật. Thì khi mà cô có cái tâm niệm gì, thực sự lúc đó cô niệm bằng tâm niệm chứ không cần cái tiếng nữa, chỉ cái tiếng để dẫn ra, thì toàn bộ cái gì cô trình bày nó đều trúng hết trơn, không có gì sai, cô cứ tiếp tục. Cô càng niệm được gì thì càng tốt, tại vì mình đang làm việc mà mình niệm được, mình còn giữ được cái tâm niệm nó là rất là tốt, không có gì trở ngại hết. Chỉ có một cái mình quên, mình gán niệm Phật không, mình quên mất cái tâm đi, thì nó cũng gì thôi, nó chậm thôi.
A Di Đà Phật, con xin câu hỏi thứ hai, xin thầy từ bi cho con chỉ dạy chúng con. Điều thứ hai nữa, trong kinh A Di Đà thì con thấy có một đoạn rất ngắn nói rằng là Đức Thế Tôn có nói rằng không phải các thiện nam tín nữ chỉ có một nhờ một chút ít công đức mà có thể sanh lên cõi tịnh độ được. Vì thế cho nên con suy nghĩ và chỉ không phải chỉ có 10 niệm mà có thể sanh được. Bởi vì cái tâm của mình không tịnh thì mình ở đằng sau mà lên nên có được tịnh độ. Bởi thế cho nên con nghĩ rằng không phải niệm Phật như hồi xưa con chưa biết là dễ dàng. Con cứ nghĩ mới đầu con nghĩ chỉ có các bà già mới vào chùa niệm Phật. Nhưng sau này đã khi con đọc về những cuốn sách của các tổ để lại và ngay cả các vị thiền nữa thì sau này cũng nói về niệm Phật, thì con thấy không phải là dễ dàng như vậy. Thì con cũng rất là lo sợ về cái tuổi của con cũng như các chị đây rất lớn rồi. Thì bởi vì niệm đó thì nhất tâm và niệm nó sao phải một phiến thì rất là khó, và hơn nữa không phải chỉ nhờ có một chút ít công đức mà về được cõi Phật. Và thế cho nên thưa thầy, ví dụ như bây giờ phước phải song tu, chẳng hạn như khi mình niệm Phật mình phải phát Bồ Đề Tâm để mình cầu mong thành Phật để cứu độ chúng sinh, chứ không phải riêng cho cá nhân mình là một. Thứ hai nữa, khi niệm Phật không phải là chỉ ngồi một chỗ mà niệm Phật, mà phải làm tất cả những cái công đức dù là nhỏ, tất cả những cái gì mà người ta cần đến mình. Và thế cho nên con cũng cố gắng hết sức, bất cứ một người nào nhờ việc gì hay cái gì làm con cũng cố gắng, nhưng mà nhiều khi cái sức khỏe không có đủ. Và con thì con rất là ham, vì con nghĩ rằng cái chuyện mà như thầy Thiện Huệ con có nghe trong cái văn kinh dược sư vừa rồi thầy Pháp Chánh ở đây có cho chúng con, thì thầy nói rằng là tất cả những công việc gì mà mình nghĩ là mình làm việc đó mà mọi người cho rằng là hiếu động, chẳng hạn những việc nhỏ bọn bố thí giúp người nghèo hay là cúng dường hay bất cứ mấy chuyện gì nhỏ, cái đó chỉ là hữu lậu thôi, không phải là vô lậu, thì không thể nào mà tu thành Phật được. Có nhiều người nói với con như thế, nhưng mà khi con nghe thầy Thiện Huệ giảng thì thầy nói rằng tất cả những cái công đức đó dù là nhỏ mọn, nhưng khi mình làm việc đó mình nghĩ tới mọi người thì tất cả những công đức đó đều là hữu lậu vô lậu hết. Thì như vậy thưa thầy, nếu con không có thời giờ niệm Phật mà bởi vì có rất nhiều công việc từ bạn bè cho tới mọi người, mà con nghe ví dụ như quý chùa hay là tất cả những việc gì đó mà con làm như vậy đó, mà con ít có thời gian niệm Phật, ít không phải là không có thời gian niệm, mà con niệm không được ngồi để mà quán tưởng, quán tượng và tán tưởng, hay là niệm Phật một cách gọi là có công năng hơn, tức là mình ngồi trước bàn thờ, thì như vậy thưa thầy có được hay không? Hay là con phải nghỉ bớt tất cả những công việc đó mà chú tâm vào mà niệm Phật, bởi vì tuổi con cũng lớn rồi. Thì cũng như các chị ở đây, thì xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con cách nào là bây giờ nên bớt những công việc đó đi và chú tâm vào mà để mà niệm Phật, quán tưởng mà niệm Phật, quán tưởng hay quán tưởng vào những cái tượng của chư Phật để mà niệm. Thì như vậy tốt hơn hay là vẫn cứ tiếp tục phải những công việc thường xuyên, những công việc rất là bình thường mà con nghĩ rằng cái việc đó đối với con thực ra không phải là vô ích. Thì con nghĩ là nếu mà như chư Phật nói là cúng dường chúng sanh, phục vụ chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật, không phải mang bông mang hoa hoặc là làm tất cả những cái việc gì mà mình mang đến chùa mình cúng, hoặc là mình cúng nhiều tiền hoặc làm tất cả mọi việc đó, thì Phật không có phải vui, mà thực ra thì mình làm những cái việc gì lại là cái chúng sanh, thì cái điều đó là cũng như là cúng dường chư Phật rồi. Vì con nghĩ rằng là nếu Phật không còn chúng sanh thì không có Phật. Bởi vì Phật và Bồ Tát thì hiện nơi này là tất cả là bởi vì chúng sanh. Còn chúng sanh đau khổ thì còn Phật và Bồ Tát còn tiếp tục. Và thế cho nên con cứ loay hoay trong hai cái vấn đề đó. Và bây giờ tuổi con đã lớn, con không biết rằng là nên nghỉ bớt tất cả những công việc mà ở gia đình con cái con cũng như bạn bè khuyên con nên nghỉ đi và tiếp tục để ở nhà niệm Phật và làm những cái nghỉ ngơi, lạy Phật, bái sám. Thì thưa thầy, thì thầy từ bi chỉ cho chúng con, và đây cũng chắc là cũng là một số các anh chị ở đây cũng đều có những cái thắc mắc như vậy, nhất là các chị con ở đây cũng lớn tuổi rồi. Thì thưa thầy từ bi chỉ dạy đến chúng con phải chọn như thế nào để cho cái khi mà chúng con nằm xuống, cái tuổi đã gần kề rồi, thì chúng con được những cái lợi lạc, được Đức Phật A Di Đà và chư Bồ Tát đến giết thọ cho chúng con, để chúng con về được cõi tịnh.
A Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà cái câu mà nó là không thể lấy chút ít cái công đức ít thôi của mình mà giảng sanh về cõi Phật được. Trong kinh A Di Đà đó, thì trong này thì trong tịnh ngộ, tịnh độ thập nghi luận của ngài Thiên Ca Đại Sư ngài cũng giảng rồi. Nhiều chư tổ cũng giảng rồi, nên mình lặp lại những lời chư tổ nói thôi. Thứ nhất á, công đức á, cái kiếp này đó mình gặp Phật là một đại công đức. Kiếp này mình là một Phật tử, là một đại công đức, không phải ai cũng phát lòng tin Phật, ai cũng nương tựa vào pháp môn niệm Phật để mà đi. Cái người tự nhiên nghe tiếng đàn Phật mà niềm tin đó, người đó đã gieo công đức rất là lớn rồi. Nên kiếp này tự nhiên nghe cái tiếng danh hiệu Đức Phật mà đâm ra tin, vô tình mình tin đúng ngay cái chỗ, đúng cái chỗ mình có thể mình được lợi lạc lớn. Thành ra ngay cái cơ hội là mình làm Phật tử, được cái cơ hội là xuất gia, được hai loại cơ hội tại gia, được cơ hội nghe được cái tiếng niệm Phật, được nghe cơ hội là phát tâm để mà tu theo đó niệm Phật, và phát được niềm tin mãnh liệt và tha thiết về giải thoát cực lạc, thì người đó gọi là đại công đức. Người đó là cái trong bản thân người đó có đại công đức chưa? Vậy cô thử tin đi, cô leo ra ngoài cô kêu ta niệm Phật với có ai tâm niệm không? Kêu người ta sao tin ông Phật đi, có ai tin không? Không ai là dễ đâu à. Cái công đức nhiều đời nhiều kiếp mình đã dung trồng rồi, kiếp này vừa cái mồm ngóng nó vừa nhóm lên cái mình ngãn đến thấy được Phật tự nhiên là phát tâm liền. Đó là do những nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của mình gieo trồng dưới Đức Phật, có nghiệp duyên Đức Phật nên giờ tự nhiên nó phát khởi trở lại khiến mình dính vô. Đó là do cái đó trong cái tổ nó là đại công đức mà ngay chỗ đó. Mà thực sự nó môn niệm Phật là không môn gì tha lực, là tránh mình đi bằng công đức lực của Đức Phật chứ không phải là công đức lực của mình. Do dọc cái phước đức mình lớn mình nhỏ đi nữa, nhưng mà vì công đức lực của Phật đưa cho mình đi nên mình đi được. Cũng như là cả khái hồi xưa, chẳng hạn như cái người đó mà muốn qua sông, họ leo lên chiếc đò, thì dầu họ nặng cách mấy đi nữa, cái đò vẫn có thể đưa qua được. Mà trong khi hòn đá nhỏ xíu vậy nè, không có chiếc đò thả dưới sông là nó chìm. Thầy Đức Phật cũng như cái bè để mà đưa mình qua sông, mình bước lên cái bè đó là mình dầu có nghiệp nặng như cách nào, như một cụm đá, như một cái núi này nữa, mà bỏ đá thiệt là lớn như nó mà bỏ lên một chiếc phà, cái đò thì không làm cái phà nó chìm được, mà vẫn có thể qua sông được. Thành ra là mình đi bằng công đức lực của Đức Phật, mà công đức lực của Đức Phật chắc chắn là không nhỏ, thành ra mình đi được, phải không? Do đó những người mà ngủ nghịch trọng tội trong cái kinh Quán Giao Lượng Thọ vẫn đi được. Trong kinh A Di Đà thì nói là ngoại trừ những cái kẻ gây tội nghiệp của mình không đi được, nhưng mà qua cái kinh Quán Giao Lượng Thọ đó, những người mà ngủ nghịch trọng tội rồi đó, nghe chết rồi đó, không có kịp niệm đó mà nghe khác người niệm mà phát cái tâm tức nhạo thì vẫn còn đi được mà. Đây đi được bằng công đức lực Phật, cái đối với Phật, đối với chúng sanh đó, cái nghiệp là không. Vì nhân duyên mà thành nghiệp thôi. Cái người đó thì hạn như vì nhân duyên, trong cõi này vì nhân duyên mới phát sanh cái tham người ta được, vì nhân duyên mới phát sanh nghịch cảnh mới thâm ra tâm sân si được, trong cõi Phật nó không có nhân duyên. Dù người đó có tâm ác cách mấy mà lên cõi nó không có nhân duyên nào để gác phát sanh, người đó cách ác phát sanh nó không thể phát sanh được. Giống như người thiện thôi. Thành ra Đức Phật không có ngại ngùng gì mà rước tất cả chúng sanh lên cõi hết trơn. Tôi tưởng là anh côn đồ vô đảng lên tỏ nó sẽ côn đồ, chị nói không vô phương nó côn đồ, tại vì nó muốn cái gì nó có ở đó, gặp người nào cũng hiền á, nó ăn hiếp gì nữa, gặp người nào nói năng cũng nhỏ nhẹ, không có sân hận được, thành nó không có cái tánh đó được. Thành nó Đức Phật không ngại ngùng gì rước hết tất cả chúng sanh lên tỏ, và ngài sẽ tuyên bố là chúng sanh lên tỏ đó từ từ quân tập bồ tâm sẽ phát sanh, sẽ thành Phật. Thành ra cái đề mình nói là ít công đức lực thì mình sai lầm, mình đã có nhiều công đức nhiều phước báo nhân duyên mới nghe được cái kinh đó, mới tin vào kinh đó, mới đi vào pháp môn đó, và đi là đi đúng vào pháp môn đó nữa, tức là mình có phát bồ đề tâm, mình thường niệm Phật, thường nhớ tới vãng sanh thì chắc chắn là mình sẽ đi được. Còn cô cái câu thứ hai cô, tại vì cô cứ quan niệm là pháp môn niệm Phật nó hạn hẹp, trong dục dài pháp môn là phải niệm Phật, phải lễ Phật, phải quán Phật mới là cái pháp môn niệm Phật, là cô hoàn toàn trật. Phương tiện của chư Phật trong 48 lời nguyện rất là nhiều cái phương tiện thù thắng. Trong những phương tiện đó nói là, trong những phương tiện tôi không làm, trong lời nguyện 20-21 là Phật nói là người nào làm bất cứ công đức gì mà hồi hướng vào cõi nước ta và muốn sanh về cõi nước ta thì ngồi đây sẽ sanh về, không nói tới một cái câu niệm Phật quán Phật gì hết đâu. Cô đặt lại câu 48 lời nguyện, nó có cái lời nguyện đó. Thành ra cô đang làm cái công việc đúng vào một cái bản nguyện của chư Phật, nó có gì sai lầm hết chứ. Tức là mình làm công đức, mình dùng công đức đi, rồi bây giờ kèm theo nữa là mình tu thêm những cái khác nha, giờ cô thêm niệm Phật, tôi thêm lễ Phật quán Phật, thì có thời giờ mình làm, có thời giờ thì mình thực sự mình cũng đang tu cái pháp để giảng sanh đó chứ, thấy không? Nhưng mà cái giảng sanh nó theo một lời nguyện khác,
thấy không? Thành ra thật sự ra cô đi lòng vòng trong cái pháp mà cô đang đi dọc sanh mà không may cô lỡ tôi không tu là cô tập, nhưng mà thật sự mình cũng đang tu cái pháp để dọc sanh thôi. Thành ra cái chuyện nó không có gì trở ngại đến đây dọc sanh, cô cũng không cần phải dành một cái giờ nào đặc biệt để phải lễ Phật, thì cô đang tu theo đúng cái bản nguyện của chư Phật mà, thấy không? Này gì vậy? Thầy có lời gì nói không? Dạ, giờ còn 10 phút nữa không? Ai có thắc mắc gì không? Cứ xả ra hết đi. Xả ra đi. Con thì cứ xin. Có không? Thật sự là cái bổ túc về cái lời câu hỏi của cô Hạnh Biếu hồi nãy thì thật sự là cái phương tiện của Thưa Sư Phật rất là quảng đại vô biên. Thành ra nói là chỉ cần thần triêu thập niệm nhớ cái đâu đó không, tức là những người mà rất là bận rộn không còn thời giờ tới dành những quan lớn triều đình hồi xưa, lúc nào như tể tướng đại thần rồi đâu có thời giờ đâu làm gì, mở mắt ra là bắt đầu đi áo phải chỉnh tề chạy ô triều rồi thế như vậy, thì miễn làm sao mà nó là hồi xưa thầy giảng rồi đó, tức là gì chứ là cần buổi sáng thầy ngày sáng không phải ngày từ tuân thức đại sư đó, có phương pháp thập niệm á, thế là buổi sáng chỉ cần cái là một niệm 10 hơi vậy là đủ rồi, nên là con mình không phải làm như còn trong nghĩa là mỗi cái công thời công việc của mình, nghĩa là kỳ là bất cứ một cảnh đầu duy nhất kỳ tâm, tức là lúc nào cũng đứng ca di đà cũng trong đầu mình hết thì nó đủ, thấy không? Hồi xưa thầy giảng những cái con nghe hay lắm, gì quên tự nhiên vậy. Câu tiếng hát rất hay, lâu quá không giảng quên rồi. Thì tức là khi mà vào điều triều ra, lúc là ồn ào dễ sợ, nghĩa là tiếng chuông tiếng trống đùng đùng đùng, thì công quan đi trong lúc đó vẫn lúc nào cũng ai di đà Phật. Tức là không có, đó, tự nhiên là như vậy là cô đã trong tương ứng với bản nguyện ai di đà thì đâu có gì phải sợ nữa. Thấy không? Đó, cô còn cao hơn thầy Phật, nó thầy chưa thấy chúng sinh là lại niệm chung với thầy nữa. Hiểu sao vậy? Còn gì nữa? Nghĩa là đáng, rất là đáng. Không, không cô tôi đúng rồi, có sai gì đó là tại vì đó là cũng Phật cũng dạy đây là một cái Phật tử gương mẫu của đây đấy đó, chùa Tường Vang, tức là cô đang cô kia phải cố gắng bắt chước, tức là trong cái việc làm mình cũng đang tu đó thì cũng là tốt rồi, nhưng mà tu lại đúng bản nguyện nữa, tức là Phật làm công đức mà vậy nên thành rất là đạo đức, tôi chỉ cần nhớ thêm thôi công đức này ha, cũng như là nguyện công đức này là để mà lấy công đức này mà sanh cho Phật Di Đà, nguyện sanh cho Phật Di Đà là được ha, công đức thì mình nhớ thêm cái nguyện bản nguyện thôi, tất cả công đức mình lại sanh cho Phật Di Đà thì nó ước ăn ưng nhờ ẩn nguyện Đức Phật Di Đà. Nó còn cái chuyện này nó là cái chuyện mà nó còn khó hơn cô gấp ngàn lần mà người ta cái bộ chỉ cách được á, là người đó làm nhà hàng mà sắc chuyên môn sắc xanh không đó mà tu làm sao, thì bỏ nhà thì đói đó sao tu, mà giờ lo Phật mà nó còn cấm cái vấn đề mà sắc xanh nữa, thấy không? Mà làm nhà hàng sắc xanh mà người ta chỉ cách cho tu được, mà tu nó lại mà tu lẹ người thường á, cái gì nghĩ coi tu thế nào, không phải nó tu như thế này nè, nó phải có cát bù chứ, lát xanh không là cái nghiệp nặng rồi, làm sao mình bây giờ phi người ta ra thì không được, để người ta đói, thôi cứ làm nhà hàng đi, thấy không? Nhưng mà trong nhà hàng phải lợi dụng cái cách đó mình chuyển chút xíu để cho người ta thành ra cái pháp tu, bởi hay cái pháp tu là cái là trong cảnh nào mình có cái cách làm sao nó kết hợp nhân quả, kết hợp đàng hoàng, Phật dạy có dạy cái gì, thấy không? Đó. Thì ví dụ như nhà hàng á, thì trước khi đối dụng như sát sanh là mình phải chịu rồi chứ làm sao mà khỏi. Nhưng mà lợi hàng nó được cái lợi là làm nó được thực phẩm. Thầy đưa thực phẩm, nó mỗi lần thực phẩm mình làm thì nguyện là cúng dường chư Phật. Hay là nguyện những cái nào ăn thực phẩm này á, gieo duyên chư Phật. Thì gieo duyên cũng có chư Phật này được lợi lạc cho chính họ. Nếu mà sanh thì phải chịu thôi, nên mình tìm cách giải sao. Hay là cầu nguyện là cho những cái vong linh mà do cái chết này, do sự tu hành của mình, cho bản nguyện này, do cái công đức của Đức Phật là những này là do cái Đức Phật thôi chứ không phải mình, là được thác sanh. Thì một ngày đó làm bao nhiêu thực phẩm đó, đều cúng dường cho Phật, được cái báo cúng dường rất là mạnh, bao nhiêu người ăn á, ăn hưởng thực phẩm đó do cái bản nguyện của mình á, họ gieo duyên cho Phật là công đức vô lượng, chúng sanh bị mình giết thật sự tránh không được thì thôi, bây giờ còn hơn là để tử nghiệp, cứ nguyện thêm lên cái nghiệp đó trả sao, nguyện chúng sanh này do cái niệm Phật này họ gieo duyên Đức Phật thì tất cả công việc họ làm hàng ngày là toàn tu hết, lúc nào cũng nhớ tới Phật, lúc nào kia thời gian nó tu rồi, được rồi, thời gian đi hóa khá thì bỏ cái đó kiếm việc khác. Mà cái đó là công đức vô lượng, lúc nào cũng cúng dường, đồ ăn là ngon nữa. Càng cúng dường như nào lúc đó nó càng mạnh như thế. Tại vì lo sát sanh thì sao tránh được, lo sát rồi nhưng mà cần có cái chú nguyện cho nó, do công đức mình niệm cho nó.
không? Mà chưa cái nữa, những người ăn mình lên niệm cho người ăn đó, do tiếng niệm Phật là do duyên này, những người ăn thức phẩm này tức là gieo duyên với Phật pháp. Thành ra ngay người sống họ vẫn hưởng luôn, cái người mà vô hưởng một ngày ăn biết bao nhiêu người, mình được bao nhiêu phước, họ bao nhiêu phước thì mình được bao nhiêu phước đó. Thành ra cái hay đó làm sao là mình dùng cái làm cảnh người ta tu, mình chuyển qua cái pháp đó thành pháp tu. Thầy từ sao khi nào họ khá khá thì khi họ bỏ này đó chứ. Không như vậy nè, cái đó là phương tiện rất là thiện xảo nha, chỉ có trường hợp bất đắc dĩ thôi. Tức là người đó họ trong cái thời gian rất là cần gần, họ không thể chuyển cái ngày khác được. Chứ không phải là không phải là lợi dụng cái cơ hội đó là nói là Đức Phật cho sát sanh hay là sao, thấy không? Đó là nghĩa là đợi cho họ, nghĩa là có cơ hội họ chuyển sang cái nghề khác thì không, còn cái nghiệp họ vẫn lãnh, họ sẽ lãnh vậy thôi à. Tức là nhưng mà trong đây họ vẫn có chuyển cái tâm của họ từ từ, họ tốt thấy không? Tại công đức họ sống hành, cái nghiệp họ có, nhưng mà từ công đức họ mạnh hơn, tại vì công đức họ luôn gieo duyên. Như mình thầy học về Đại Thừa và học về Mật Tông thì thấy dung thông như thế nào? Không có dung thông được, cái nghề thì mình ăn tịch tú mà mình kêu người ta giết cho mình ăn, đang vẫn mang tội, tao không có chút xíu bồ đề tâm nào chứ. Thật sự không có lợi dụng cái đó để mà biện giải cái đó là cái sự bồ đề tâm mình độ nó. Không chúng sanh nào mà đồng ý chết để cho mình ăn hết trơn, thấy không? Thành ra phải nói là khi mà chẳng kẹt, không có cái gì để ăn, thấy không? Đó, ha, thì mà cái món ăn đó chẳng như bên đây tại sao gì họ ăn á, ha, bắt buộc gì thôi. Chính ngài Đức Lạt Ma cũng nói, nếu ăn chay được thì nên ăn. Thấy không? Cái xứ của họ là cái xứ mà không có cây cỏ, không trồng rau được, không có cái được, chỉ có cỏ thôi. Thành ra rồi thú vật nó là luôn luôn nó sống, mà cái trong cái vấn đề mình ăn lấy bảo trì thân mạng thôi. Nếu họ ăn cái loại thịt loài thú đó cảm thấy ngon miệng, cảm thấy khoái khẩu là họ mang lỗi. Thấy không? Thành ra thực sự ra không có thể dùng cái đó để bào chữa cái vấn đề ăn uống được. Thấy không? Không gì mà giờ sai giết cho ăn nó còn mang lỗi nữa. Thường thường cái bên Lạt Ma họ cũng không dám sai giết nha, nhưng mà sai giết là họ lỗi hoàn toàn á. À, bây giờ đệ tử thì không có gì cúng, mà cái đó là ngày sống mà chỉ có món đó thôi, họ dân cúng vì vấn đề bảo toàn thân mạng ăn thì ăn, nhưng mà ăn với cái tâm phải là thấy thực phẩm chỉ là cái vật nuôi thân thôi, không có nghĩ trong cái vấn đề ngon hay là không ngon, thấy không? Ai nói là tôi nghiện rồi tôi ăn nó không sao, tôi có thể chú nguyện cho nó giảng sanh, cái chuyện đó không có được, thấy không? Cái đó là hoàn toàn là công đức lực cỡ nào mới đủ chú nguyện người ta giảng sanh. Ở trường hợp như tôi nói cái vụ mà nhà hàng đó là không, cái thế nó bí rồi, thấy không? Thì mình chuyển cái pháp đó để cái tâm mình nó an lạc. À, đồng thời mình gieo báo cúng dường nó chuyện là chuyện khác. À, thật sự ra dầu nhà hàng nấu ăn cái ngon cái mấy cúng dường chư Phật thì Phật cũng giống như là đồ thiêu đồ hôi thôi, đối với Phật ăn cam lồn mấy vị cái đồ này là cái đồ dở thôi. À, nhưng mà nhân cơ hội đó mình cứ cúng, mình có cơ hội cúng thì mình cứ cúng. Nhưng mà sao mình dám dùng thịt cúng chư Phật này? Hả? Sao dám cúng chư Phật thịt này? Thì giờ có gì cũng nói cho sao vậy? Không có lỗi này. Có lỗi chứ. Có lỗi chứ nên mình giết cái đó để cúng để mình lỗi gì để phạm giới chứ. Đổi gì vấn đề mà sắc thánh chứ. Không. Cúng dường nếu bằng tâm trí thiết cúng dường thì được phước cúng dường. Không vậy. Phải, anh có thể anh nói là nếu mình như vậy à. Năm tông họ cúng coi Phật tử năm tông họ cúng dường bằng chư Phật được mặn thì đâu có cơ. Chứ tao đâu có cúng Phật đâu, Phật nhập diệt rồi, năm tông cũng giờ cúng hết rồi á. Họ có ăn có chứ năm tông không có cúng. Ủa cúng Phật. Rồi tự pháp chính nước rồi thôi. Pháp chính ở bên Túc Tích Lan, ở gần cái chùa mà thờ răng, thờ của răng Phật á. Thì mỗi ngày pháp chánh nghe nói là các vị tăng là cúng dường buổi trưa là 32 món cà ri. Chắc là họ cúng dường cho mấy vị thần vị pháp vậy đó. Chứ thì Phật nói với họ là Phật nhập diệt rồi. Họ đâu cũng còn nói với mình đó là Phật thị dương nhập diệt thôi. Không thể ở chỗ sư phụ mình nói là rõ ràng là cúng Phật 32 món cà ri một ngày. Thì họ nói vậy thôi. Pháp chánh nói sao ăn cà ri nhiều quá. Thật sự là họ cúng cho mấy cái là hộn pháp thôi, nhưng mà mất bộ hộn pháp gì thôi. Nhưng mà vấn đề mà cúng mà sát sanh đó là cái vấn đề sát sanh thì lãnh đạo sát sanh, cúng dường thì có cúng quá cúng dường, ha, làm cái đúng cái nghiệp nào thì được là hưởng cái quả đó, căn phân lợi đó thì tùy theo. Nên là một cái nào nặng thì nó chìm, cái nào nó hơn nó lỡ hơn vậy thôi. À, thôi thì đến giờ chúng ta sắp sửa thôi, đến giờ không cho hỏi nữa. Sang năm hỏi rồi hỏi này. Con hay tụng kinh A Di Đà, và bây giờ thì có một vị thầy nói như vậy,
là bây giờ lớn tuổi rồi thì tuổi kinh vô lượng thọ nó sẽ dài lắm, nó không có cho mình không có một cái ấn tượng hoặc là một cái gì nó thấy nó sâu hơn. Mình đã hiểu là mình đã có cái hoài bản niệm, mình về có trình độ hợp và phát người tâm để sau này để độ chúng sanh, thì bây giờ mình chỉ cần tụng kinh A Di Đà thôi. Như vậy thì có hoàng niệm tụng kinh có nghĩa là cái gì? Tụng kinh để trả bài chư Phật, tụng kinh lấy công đức, tụng kinh để hiểu nghĩa lý. Tôi bằng niệm với tụng kinh theo bằng niệm nào? Thầy con nếu bằng niệm từ tụng kinh để hiểu nghĩa lý thì khi nắm nghĩa lý là theo nghĩa lý đó mà hành. Thấy không? Phật cũng không cần cô phải trả bài cho ông. Còn nếu con nghĩ là tụng kinh để có công đức thì tất cả kinh nào đều có công đức hết á. Kinh ngắn, kinh dài đều có công đức giống giống nhau thôi, không có kinh nào mà sai biệt hết á. Tụng để có nghĩa lý thì cái nghĩa lý câu dựng thọ kêu cô làm cái gì cô làm cái đó thôi, cần gì phải tụng. Tụng lần thôi. Thôi thầy cô nghe nhiều quá. Nghe ít thôi, nghe ít mà cô nghe nhiều quá rồi. Anh đã đồng kinh. Cô đọc nhiều quá hồi nãy thấy. Cái dựng thọ thì mục đích là nó nói là cái bản nguyện 48 bản nguyện của Đức A Di Đà để dạy mình, Phật đã dạy cái bản nguyện như vậy để mình tìm cách mình nghe cho mình hiểu, mình suy ngẫm cái bản nguyện làm sao để mình đắc lập cho đúng. Cho nên trong bản nguyện nó có cái bản nguyện là cô làm công đức hồi hướng là cô phải sanh được. Và chính cô đọc kinh vô đường thọ cho nhiều mà cô không thấy bản nguyện đó. Cô nãy cô làm đúng theo cái lỗi tu của tịnh độ rồi, cô cứ thắc mắc cô tu không phải. Cô còn đọc cái tu lễ phái của thân nữa. Thật sự là cô đọc kinh mà cô đâu có dính vô kinh đâu, cô đâu hiểu kinh đâu. Không, nếu có hiểu kinh thì coi thắc mắc, tôi thấy rõ ràng và cô tôi đúng rồi, con không có thắc mắc gì câu hỏi nữa mà phía trước nữa. Nếu còn chấp kinh này kinh kia thì chưa có thành ra thật sự kinh thì nó công đức, thành ra kinh đại thừa thì nó công đức ngang nhau hết. Đại cái cô đọc có rảnh thì cô đọc kinh dài cũng được, cô ngắn thì cô đọc nó là có công đức thì đọc kinh tên là giao duyên với kinh đó. Còn bình thường đó, đó là cái quan trọng ta đọc kinh để ta hiểu cái pháp để ta đi. Cái đó là cái quan trọng nhất. Đương nhiên là đọc kinh là có công đức rồi, mình không có đọc kinh thì ít cứ lướt chút, nhưng mà quan trọng về cái pháp niệm tâm là cái pháp trong kinh nó dạy. Thì giờ mình cứ đeo theo cái pháp đó mình đi thì đúng. Thành ra cái mục đích đọc kinh là gì? Để làm cho phấn khởi cái tâm mình lại. Đức Phật nhắc cái bản nguyện của Đức Phật, nhắc lại bao nhiêu cái cảnh mà bao nhiêu được người ta độ sanh, cảnh thánh chúng, thì cái tâm mình tự nhiên nhờ cái đó tâm mình nó phấn khởi, và khi mình xuống tinh thần mình đọc cái tâm mình lên rồi. Còn nếu cái tâm mình lúc nào nó đã lên rồi nó không cần cái vụ đó thì thực sự nó còn chỉ lấy cái bản nguyện nào của làm đó. Xong thực sự cần không cần kinh nó không cần nữa, thì ngay cái pháp của tu nó tự nó có công đức rồi. Đúng rồi, khi nào tín nguyện mình không đủ thì nên đọc kinh. Kinh nó nhắc lại là có người này tu như vậy bản nguyện Đức Phật như vậy bao nhiêu chúng sanh đi cái đó sẽ được sanh, không sanh gì tùm lum la đó, mình kêu đó tự nhiên cái niềm tin mình thối thất, mình bắt đầu mình tăng trưởng lên. Cái sự mà chẳng hạn như chán nản của mình bắt đầu nó phấn khởi lên. Khi mà như ngoài tâm mình đã bàn phấn khởi cái niềm tin vững chắc rồi, thực sự ra thì mình cứ lấy một cái pháp môn đó mình đi tới nơi tới chốn, thực sự lúc đó là ta lại đơn giản là ta đi thuần. Niềm tin nhiều khi lâu rồi ta niệm một lần thôi để mình nhắc nhở lại. Bây giờ đến thì đến rồi ha, thầy ngồi, thầy cứ ngồi, mời các đức thầy. Không thầy ngồi thì thầy ngồi, nói về câu được đứng dậy. Thầy đứng dậy, thầy nhắc nha. Thầy giờ Phật và chúng con Phật tử Chùa Tịnh Quang được vinh hạnh Pháp Sư đến làm pháp chúng con 2 ngày. Chúng con không biết dùng cái gì để mà cảm tạ. Cái đây là cái cơ hội tốt để cho quý vị học tử học được những cái pháp môn vô thượng khổng thông của chư Phật. Nếu không có những bậc pháp sư mà có năng lực đa văn, mà có cái trình độ tu chứng hay là thể nghiệm được những cái pháp, thì chúng ta không bao giờ có những con đường đi rõ để đi. Hôm nay chúng con đem tâm thành xin lãnh lễ cúng dường pháp sư tam bái. Thì bây giờ chúng ta lạy Phật ba lạy và mời như thầy sao. Yeah.
tiểu thỉnh là có sự hồi lưu ảnh. Bây giờ là